Cái thứ hai là dùng lương thưởng để có người. Khi chúng ta phải dùng cây gậy và củ cà rốt nhiều quá thì các bạn để ý nơi nào mà trả nhiều cà rốt hơn nó sẽ đi, đúng không? Nó đến với mình, các anh chị trả cho nó 5 củ cà rốt, một đơn vị khác câu bằng 8 củ cà rốt là nó đi. Gì nữa? Nên lương thưởng trông thì nó hấp dẫn, nhưng nó là cái bài toán tôi đánh giá là 5 điểm. Bạn nào có áp dụng lương thưởng rồi đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ cho 5 điểm là trung bình rồi. Tạm thời thì cho được 2 điểm, còn lương thưởng thì cho 5 điểm. Chẳng có đơn vị nào chỉ dùng mỗi chính sách lương thưởng mà thực sự có được người giỏi đâu, bao giờ có. Chúng ta để ý người giỏi họ không đến vì đồng lương đâu nhé. Nếu đến vì đồng lương thì cùng lắm là trong vòng 3 tháng, 6 tháng phải thay đổi quan điểm. Không thay đổi được quan điểm, người đó không nên giữ. Không nên giữ. Gần đây nhất chúng ta thấy một cái hiện tượng gì? Hiện tượng là cái mùa mà bán giao dịch các cầu thủ trên thế giới ấy, thì các đội bóng đá bị gì? Bị xuống dốc, đúng không? Các đội đá banh rất hay thua. Mấy thằng to rất hay thua mà mấy thằng nhỏ rất hay thắng. Tại sao? Cái đến cái mùa mà chúng ta giao dịch các cầu thủ, cầu thủ này mấy chục triệu euro, cầu thủ kia mấy trăm triệu euro thì nó cứ giao dịch nhau. Nó có đâu khoảng một tháng để nó giao dịch cầu thủ trong năm đó. Thì những câu lạc bộ lớn thì cầu thủ đắt tiền hay rẻ tiền? Đắt tiền thì được nhiều đơn vị nó chèo kéo, nó bơm tiền lên. Còn những câu lạc bộ nhỏ thì cầu thủ nhỏ tiền và ít người quan tâm nên chẳng ai chèo kéo, nên tâm lý nó ổn định khi đá. Còn những câu lạc bộ lớn tâm lý nó mất ổn định nên đá rất hay thua. Các bạn cứ nghiệm câu lạc bộ tên càng lớn đá càng hay thua, thua những chuyện trận rất vô duyên. Tôi nhìn tôi biết ngay là bị tụi nó bị kẹt vô lương thưởng. Ngày hôm nay ra trận mà cách đó, ví dụ như 8 giờ tối đá mà lúc 6 giờ tối vừa mới đi ăn cơm với cả một cái tay lái kê giá trị của mình 90 triệu euro, thằng kia nó kê lên 130 triệu, anh về bên em đi. Tâm lý đâu mà đá bóng. Lời khuyên của huấn luyện viên trôi đi liền, đá không hay đấy. Nên lương thưởng rất nguy hiểm. Lương thưởng nó làm cho đội bóng yếu. Đội ngũ y như thế. Các bạn cứ nhìn vào gia đình mình mà lương thưởng nó làm cho gia đình yếu đi. Tức là anh mang về đây 20 triệu thì mới nên vác mặt về nhà này. Anh mà mang dưới 20 triệu biến đi, đấy có phải người vợ ra giá cho người chồng bằng lương thưởng không? Cặp gia đình đó không hạnh phúc được. Dùng lương thưởng là tôi chỉ đánh giá 5 điểm là vì thế. Mà ngày xưa tôi đi học lớp nhân sự, các anh chị, lớp giám đốc nhân sự 3 tháng bởi mấy triệu một, bây giờ chắc đắt hơn, bây giờ chắc lên ba mấy triệu một lớp. Ngày xưa là tôi đi học 3 lớp giám đốc điều hành, 2 lớp giám đốc nhân sự. Xong rồi áp dụng không được, lương thưởng này cứ KPI với BSC nó quất làm lè lưỡi ra. Viết bảng mô tả công việc này, thiết lập bảng KPI này, áp xuống cho nhân viên này, ráp nó vô cái bảng BSC này, đúng không? Các anh chị đi học đóng tiền chết bỏ luôn để làm này. Xong rồi kết quả nó ra cái gì? Doanh nghiệp vẫn không phát triển, đúng không? Anh em hoang mang không biết làm cái gì. Mà chính mình viết ra cái đó mình cũng thấy nó phức tạp, nó hỏi làm sao áp dụng, bị chết chuyện. Vì sao tôi mới đúc kết được ra là cái này nó không quá quan trọng. Không quá quan trọng như các bạn nghĩ đâu. Ngày xưa ông Giáp về với ông Hồ nhà mình có dùng lương thưởng không? Bác Hồ nhà mình ấy gọi Trần Đại Nghĩa, gọi Võ Nguyên Giáp, gọi Nguyễn Văn Cừ, gọi Trần Phú về để kháng chiến chống Pháp. Thì bác Hồ mà dùng lương thưởng là như này: chú về đây chú đánh thắng Điện Biên Phủ anh thưởng cho chú 5.000 đô, mà chú đánh thua là anh trừ lương. Theo các bạn có dụ được không? Còn lâu mới dụ được. Nên lương thưởng nó không là gì đâu, không có cái gớm như các bạn nghĩ đâu nhé. Lương thưởng nó chỉ cần đạt ngưỡng 5 điểm là đủ, đừng cố cho nó đến 8-9 điểm.
Tôi có nhóm bạn làm cho Fujitsu, làm cho công ty Nhật, và có nhóm bạn làm cho công ty Mỹ. Sau 10 năm thì đám bạn làm cho công ty Mỹ lương gấp đôi đám công ty Nhật. Nhưng số lượng nghỉ việc ở công ty Nhật vô cùng ít, còn số lượng nhảy việc ở công ty Mỹ nhảy như giặc, cứ 1-2 năm thế nó nhảy một doanh nghiệp rồi. Không ổn định chỗ nào hết. Vì tụi Nhật, văn hóa của Nhật nó gần với văn hóa Việt Nam. Văn hóa của Mỹ nó gần với văn hóa châu Âu, không phù hợp người Việt. Mà KPI và BSC là văn hóa châu Âu, không phải văn hóa châu Á. Nên nếu các anh chị muốn thực sự doanh nghiệp của các anh chị mạnh, tôi khuyến cáo nên mua tài liệu quản trị của Nhật Bản về mà đọc, các sách của Nhật Bản về mà đọc, nó gần với văn hóa Việt nha. Có quyển rất nổi tiếng đó, Con đường đi đến sự thành công bằng sự tử tế đấy, của một cái ông người Nhật đấy, chủ tịch tập đoàn là gì đó, Japan Airlines, Kyocera gì đó. Ông nó trong tay đâu 5 cái công ty rất lớn của Nhật đấy. Thì cái văn hóa đó nó rất gần với người Việt.